kế tiếp là anh Lê Nhật Trường Trinh đại diện cho Gia Linh. Anh Trinh sẽ trình bày về cái bài phát biểu liên quan đến việc lựa chọn đúng cái giải pháp phần cứng đầu cuối cho cái doanh nghiệp của mình. Ok. Xin hân hoan chào mừng tất cả các anh chị đã đến với hội nghị công nghệ mở nguồn mở của Asterix. Và tôi là Lê Nhật Trường Trinh, giám đốc phát triển kinh doanh của công ty Wintergrey, đại diện cho Gia Linh tại thị trường Đông Dương là Việt Nam, Lào và Campuchia. Xin giới thiệu với các anh chị một chủ đề liên quan đến vấn đề lựa chọn thiết bị đầu cuối phù hợp cho công nghệ. Thì trước khi bắt đầu vào chương trình thì chúng tôi nói xin quay trở về với thời điểm 10 năm về trước. 10 năm về trước đó, vấn đề ở chỗ chính là công nghệ IP đang phát triển vào những năm 2000, đầu những năm 2000. Thì ở ở Gia Linh chúng tôi thành lập một cái team mà team rất là nhiều những chuyên gia về công nghệ IP. Và chúng tôi bắt đầu hình thành một công ty nó gọi là Gia Linh, là sản xuất ra những cái điện thoại dựa trên nền công nghệ IP để chúng tôi bán ra thị trường. Thì đến thời điểm năm nay là năm 2012, đã trải qua hơn 10 năm phát triển và gây dựng, thì Gia Linh đã có mặt trên hầu như tất cả các thị trường ở các châu Âu, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, hầu như là tất cả các nước trên thế giới. Thì theo thống kê mới nhất của chúng tôi thì hiện nay đã hơn 100 distributor, là hơn 100 nhà phân phối trên toàn thế giới. Và lý do tại sao chúng tôi đạt được điều này thì cách đây năm 2011 thì chúng tôi đã đạt được một cái giải thưởng khá là hoành tráng, khá là nổi tiếng như thế, là Internet Telephony. Nó là một giải thưởng chuyên về product của năm, là sản phẩm của năm. Ngoài ra chúng tôi còn đạt được rất là nhiều giải thưởng khác về công nghệ IP, nào là giải thưởng về sản phẩm của năm, những giải thưởng về công nghệ vân vân và vân vân. Thì để đạt được điều đó, đó là nhờ vào sự nỗ lực của rất nhiều cán bộ công nhân viên của Gia Linh, và cũng nhờ vào sự nỗ lực của rất nhiều những nhà phân phối của chúng tôi trên toàn thế giới. Thì ở đây lý do tại sao mà chúng tôi đạt được điều này thì các anh chị nếu đã xài qua sản phẩm Gia Linh thì biết, thứ nhất là chất lượng của sản phẩm Gia Linh luôn luôn đáp ứng được tiêu chuẩn hàng đầu, mà kể cả Cisco và Polycom họ đang vẫn sử dụng những cái công nghệ đó. Thứ hai là định vị của chúng tôi. Thứ hai là định vị chúng tôi là chúng tôi luôn luôn đạt chất lượng ở mức cao nhất nhưng giá thấp nhất. Cái điều này là phù hợp với, đặc biệt ở thị trường Việt Nam thì rất là phù hợp với thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia, hay nói chung là thị trường Đông Dương, rất là phù hợp với, thứ nhất là giá rẻ, chất lượng cao. Và các anh chị có thể thấy ở đây định vị của Gia Linh nó luôn luôn nằm ở chỗ là chất lượng cao, giá thấp. Thì điều này quan trọng nhất là ở Việt Nam mình cũng như ở Lào, Campuchia luôn luôn cần đến chuyện này. Thứ hai, những thị trường mới như chúng ta thì luôn luôn cần đến cái chuyện là làm sao giá bay ít ít thôi nhưng mà được nhiều chút. Được không ạ? Thì đây là một phần. Thì thông qua nhà phân phối ở Việt Nam là Wintergrey, thì Wintergrey luôn chọn Gia Linh tại vì lý do là nó phù hợp với những gì mà Wintergrey định hướng, mang đến những sản phẩm chất lượng nhất cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia. Đây là một số giải thưởng mà các chị có thể thấy là Internet Telephony, giải thưởng về IT Spa Award năm 2009. Giải thưởng này ở châu Âu khẳng định rằng Gia Linh đạt được chuẩn của châu Âu. Và chúng tôi có một số giải thưởng khác, huy chương vàng tại hội chợ về công nghệ vùng Siberia là ở Nga, vân vân, và một số giải thưởng khác ở Trung Quốc cũng như là các nước khác trên toàn thế giới. Đây là một số giải thưởng mà các chị có thể xem trên màn hình và nắm được. Khi chúng tôi đã tạo được nền tảng và sự tin tưởng hầu như ở tất cả các quốc gia mà có sử dụng công nghệ IP trên toàn thế giới, thì chúng tôi cũng vui mừng thông báo với các anh chị rằng thị phần của Gia Linh ở các châu lục, ví dụ như ở châu Mỹ chúng tôi đã đạt 32%, châu Âu là thị trường cao nhất và sử dụng nhiều nhất sản phẩm của Gia Linh về IP phone, đó là 36%, và châu Á cũng xem đến châu Mỹ và châu đó là 27%, và trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam chúng tôi đã, Wintergrey đã đại diện Gia Linh để phân phối sản phẩm IP phone đến thị trường Việt Nam trong khoảng 6 tháng vừa qua, thì các anh chị thấy chúng tôi có những bước phát triển để đóng góp vào phần thị phần của Gia Linh trong suốt những năm vừa qua. Và đây là một hình ảnh mà các chị có thể thấy rõ nhất là định vị và những gì mà Gia Linh đã làm được trong suốt thời gian vừa qua, trong suốt 10 năm vừa qua. Các chị thấy cờ của Gia Linh đang cắm hầu như tất cả các mặt đất trên toàn thế giới này.
Dĩ nhiên những vùng xa xôi hiểu lắm quá thì khó. Nhưng vấn đề ở chỗ những cái trọng điểm mà chúng tôi nắm là châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Hầu như ba điểm này là tập trung nhiều nhất sản phẩm của Gia Linh ở đây. Thế thì Gia Linh mang đến điều gì cho doanh nghiệp? Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các anh chị một số cái sản phẩm, một số cái sản phẩm mà chúng tôi đã rất là thành công trên thị trường. Sản phẩm này nó giúp cho chúng ta có nhiều lựa chọn hơn. Nếu các chị là nhà cung cấp giải pháp, nếu các chị là khách hàng, các chị vẫn có quyền lựa chọn được những sản phẩm phù hợp nhất. Tại vì Gia Linh nó đến 3 dòng sản phẩm chính và hơn 40 sản phẩm phù hợp với tất cả nhu cầu của những người làm công nghệ. Và đầu tiên đó là những sản phẩm về video phone. Sản phẩm thứ hai là sản phẩm về Enterprise IP phone. Và sản phẩm thứ ba là USB về video IP phone. Thì một số dòng sản phẩm mà phổ thông nhất mà các anh chị có thể hay dùng để dùng gọi USB phone accessory, nó bao gồm cả là handset, cả tai nghe, cả điện thoại USB. Dòng sản phẩm thứ hai là những dòng sản phẩm phổ thông nhất mà hiện nay ở thị trường Việt Nam đang tập trung vào những dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm T2. Các anh chị thấy một số sản phẩm như là T20P, T22, T26, T28 là dòng sản phẩm iPhone. Dòng sản phẩm cao nhất và được cho là sáng tạo nhất của Gia Linh tại thị trường trên toàn thế giới đó là những sản phẩm với dòng T3. Sản phẩm này thứ nhất là những sản phẩm về điện thoại màu, hỗ trợ đường truyền gigabit về kể cả video phone. Và để nắm rõ hơn chuyện này thì chúng ta đi vào chi tiết hơn một số sản phẩm thì T3. Tại sao? Nó đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng. Đơn giản là IP phone luôn luôn chú trọng đến chuyện là plug and play, gắn vào là chơi. Do đó chúng tôi luôn luôn chú trọng và đưa cái giải pháp làm sao one stop solution cho khách hàng, dễ dàng nhất cho khách hàng, chứ không phải vô cài đặt ôm sùm. Và các chị biết theo thống kê mà chúng tôi đã làm thì nếu như một công ty nào đó ứng dụng cái công nghệ iPhone là gắn cái iPhone này vô thì chúng tôi chỉ cần cấu, nếu mà triển khai trong 40 máy mà một cái site, một cái văn phòng thì chúng tôi tính toán ra khoảng là một buổi chúng tôi có thể cấu hình và có thể lắp đặt xong và có thể chạy bình thường. Các chị nó giảm rất là nhiều thời gian so với nếu chúng ta dùng những công nghệ khác. Thì ở đây dòng T3 hiện nay là dòng chủ đạo nhất của iPhone của Gia Linh trên toàn thế giới. Thì các chị thấy một số cái tính năng của nó. Thứ nhất là hỗ trợ đường truyền gigabit và IPv6. Thứ hai là nó có những cái có màn hình với độ lớn là 4.3 inch và 7 triệu màu. Tại vì sao các chị thấy kể cả khi các chị xài điện thoại di động thì nó vẫn tiến triển theo màn hình trắng đen đến màn hình vàng vàng chút rồi đến màn hình màu. Thì chúng tôi vẫn làm như thế để khi nhìn vào màn hình màu dĩ nhiên nó sướng hơn là nhìn màn hình trắng đen. Đúng không? Và tiếp theo đây là một số thông số và một số cái so sánh để chúng ta có thể nhìn hình dung rõ hơn về iPhone của Gia Linh. Đặc biệt trong dòng T3 thì nó có một cái dòng điện thoại là VP530. VP là nó hỗ trợ cho việc là video conferencing. Video conferencing thì các chị có thể trong một cùng một cái mạng local thì chúng ta vẫn có thể gọi video conferencing với ba quay khác nhau. Ví dụ chúng ta ngồi ở đây là chúng ta ngồi ở Rex Hotel, chúng ta vẫn có thể nói chuyện ở cái xa của chúng ta ở Thủ Đức, ở Bình Dương, ở thành phố. Nhưng nếu chúng ta có nói được mạng với nhau thì các chị thấy rõ ràng màn hình nó rất là đẹp. Và chúng tôi thứ hai là vấn đề giao diện của chúng tôi luôn luôn thân thiện với người dùng. Giao diện này chúng ta dựa trên cái nền là Android, thì các chị nào mà xài smartphone Android các chị biết rồi, thì giao diện rất là dễ thân, rất là thân thiện và dễ dùng. Và điều thứ ba trong dòng sản phẩm VP530 này đó là cái giải pháp về quản lý thư mục, quản lý danh sách, quản lý kênh tác. Các chị không cần phải lưu số những cái kênh tác, không cần phải nhớ nữa, mà chúng tôi đã có cái directory ở trên đó. Các chị chỉ cần nhấn một số cái phím là nó có thể ra danh sách cho chúng ta gọi, mà chúng ta không cần phải nhớ là ông đó số điện thoại nội bộ của ông là bao nhiêu, số di động của ông là bao nhiêu, giống như các chị lưu trên máy di động, rất là dễ dàng và dễ sử dụng. Và đây là một mô hình mà video conferencing 3 chiều. Các chị có thể thấy một số cái chi nhánh ở Thượng Hải, ở London cho đến ở New York đều vẫn có thể liên hệ được với nhau và thấy hình lẫn nhau. Thế thì tại sao mà Gia Linh lại đạt được những thành tựu mà các chị thấy trước đó? Các chị, Gia Linh tại sao lại đạt được cái mức độ nhà phân phối lớn như thế trên toàn thế giới? Thì năm đặc điểm chính của Gia Linh mà các chị có thể nhận biết được. Điều đầu tiên, chúng tôi sử dụng công nghệ TI Solution về âm thanh. TI Solution có nghĩa là Texas Instruments, là nhà cung cấp chipset
Vamsan hầu như là số 1 thế giới hiện nay, và Polygon và Cisco vẫn sử dụng sản phẩm này để gắn vào cái những cái điện thoại iPhone của họ. Và thứ hai, chúng tôi sử dụng công nghệ HD Voice. Thứ ba, chất lượng của sản phẩm iPhone luôn luôn được kiểm chứng trước khi tung ra ngoài thị trường. Và thứ tư và thứ năm là hai điều cực kỳ quý giá đối với người dùng, đó chính là sao? Rất là dễ triển khai và rất là dễ sử dụng. Thế thì TI Solution nó nói gì trong đó? Thứ hai, Polygon và Cisco vẫn chọn giải pháp này để đưa cái chip của họ vào chip của Texas Instruments vào chỗ cái điện thoại IP của họ. Và thứ ba, các chị tưởng tượng với mình điều này, đó là khi các chị có một cái đầu DVD, có một đĩa DVD chất lượng tốt và cái đĩa HD, nhưng cái đầu đọc nó không tốt, thì cuối cùng ra cái TV hình ảnh xem cũng dở. Do đó ở chỗ này các chị thấy, khi mà cái tai nghe hoặc là cái speakerphone trên cái dây linh